xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại. Chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Và kính thưa quý vị và các bạn, đến với Dấu Ấn Huyền Thoại ngày hôm nay, Clement sẽ được giới thiệu đến quý vị và các bạn. Danh ca, nhạc sĩ Đinh Văn. Đinh Văn, cái tên mà chỉ cần nhắc đến cũng đã khiến người hâm mộ xúc động khôn nguôi. Ít ai biết rằng chàng ca sĩ vang bóng một thời, ban đầu lại là một công nhân chuyên sửa chữa và lắp ráp máy in của công ty Lixim. Năm 1982, Đinh Văn đoạt huy chương vàng tại hội diễn văn nghệ quần chúng với ca khúc Thành phố của tôi. Bài hát này cũng chính là bước khởi đầu để Đình Văn rẽ sang con đường ca hát chuyên nghiệp. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn thưởng thức chương trình ca nhạc Mưa Bụi. Nhắc đến Đình Văn, không thể không nhắc đến Mưa Bụi. Và ngược lại, nhắc đến Mưa Bụi thì nhất định phải nhắc đến Đình Văn. Mưa Bụi là tên của một tập nhạc phát hành dạng đĩa vào những năm 1990. Cặp đôi Đình Văn và Tài Linh là những người tạo nên móng đầu tiên cho dòng nhạc này. Cùng với Mưa Bụi, Đình Văn đã chinh phục được đông đảo khán giả nhờ các ca khúc mang âm hưởng dân ca, nhạc trữ tình bình dân với cách thể hiện trẻ trung, gần gũi. Lượng băng video bán ra lúc bấy giờ lên đến hàng trăm ngàn bản, giúp Đình Văn trở thành cái tên được săn đón không thua kém các ngôi sao điện ảnh như Lý Hùng, Diễm Hương. Dấu ấn khó phai nhất của Mưa Bụi gắn liền với tên tuổi Đình Văn, Tài Linh chính là bài hát Giặc Cầu. Ca khúc này gần gũi và phổ thông đến mức lyric "Em hỏi anh đêm nay đi đâu, anh nói rằng anh đi giặc cầu" đã trở thành câu chào hàng ngày của rất nhiều khán giả Nam Bộ. Cuối thập niên 90, thời kỳ oanh liệt của Mưa Bụi khép lại, cũng là lúc Đình Văn lui về ở ẩn, chủ yếu dành thời gian cho việc sáng tác. Sau rất nhiều năm vắng bóng, Đình Văn vẫn luôn là ký ức đẹp đẽ, gắn liền với một thời kỳ vàng son của âm nhạc và mãi mãi là huyền thoại không thể nào thay thế trong lòng công chúng. Kính thưa quý khán giả, thì trước khi chúng ta đến với những ca khúc đã đi sâu vào lòng khán giả của ca sĩ Đình Văn, thì bây giờ Coleman xin mời quý khán giả cùng với Coleman chúng ta trò chuyện một chút xíu với anh Đình Văn. Và Coleman tin chắc rằng sẽ có rất nhiều điều thú vị mà chắc hẳn quý vị và các bạn chưa từng được nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, khi mà nghĩ tới cái ý tưởng thực hiện chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại, có thể nói một trong những nhân vật đầu tiên mà Coleman nghĩ đến đó chính là anh Đình Văn. Bởi vì mình cũng không nhớ là cái hôm đó là chính xác là cái hôm nào, bỗng nhiên mình được ngồi nghe lại ca khúc Thành phố của tôi. Tự nhiên mình cảm thấy mình yêu cái thành phố dễ sợ, vì mình cũng là một người con của thành phố Hồ Chí Minh. Và tự nhiên cái bài hát của anh Đình Văn từ năm não năm nào đó, nhưng mà nó làm cho mình dâng trào lên một cái cảm xúc rất là khó tả. Và mình cứ nghĩ, ôi giá mà bây giờ được nghe lại những cái bài hát mà ngày xưa anh Đình Văn đã từng hát, ví dụ như là Thành phố Hồ Chí Minh, tôi yêu thiết tha trong tim mình. Thành phố Hồ Chí Minh, tôi yêu thiết tha trong tim mình, rạng rỡ đường đấu tranh. Và đó chính là cái lý do, một trong những cái lý do mà Coleman nghĩ đến một trong những khách mời đầu tiên, đó chính là anh Đình Văn. Dạ thưa anh Đình Văn, thì theo như em được biết thì rất ít thấy anh tham gia các cái show truyền hình. Rồi cũng nghe đồn là anh Đình Văn trước giờ là không có nhận lời tham gia bất kỳ một cái live show nào hết, nên cũng lo lắm. Nhưng mà dạ hôm nay thì chắc cũng mong anh Đình Văn chia sẻ là lý do tại sao mà cuối cùng là anh vẫn quyết định nhận lời của em và có mặt tại đây trong sân khấu của Dấu Ấn Huyền Thoại ngày hôm nay ạ. Đình Văn xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả nghe đài của chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại và tất cả anh chị em ngồi tại phim trường. Dạ kính thưa các anh chị, Đình Văn thì cuộc đời Đình Văn là đi hát ở thế giới cũng đi hết rồi đấy, từ Úc, từ Mỹ cho tới những cái nước như Thụy Sĩ, Ba Lan, rồi chứng kiến được cái hình ảnh của từ đổi mới của Thành phố Hồ Chí Minh, từng tầng lớp, từng anh em, từng thế hệ, tôi chứng kiến tất cả mọi cái và hỉ nộ ái ố của tất cả. Cho nên là các bạn biết cái thời kỳ mà làm live show đó, có thấy ai cũng làm, bé nào nó ra được 2-3 năm cũng làm. Rồi có mấy anh em mời, nhưng mà giống như là Thượng Đế không sắp đặt cho Đình Văn. Các bạn biết là có một cái đài VTV4 là đi theo Đình Văn một tháng, mấy đứa em tội nghiệp lắm. Chú Văn ơi, chú làm đi. Rồi
live show của ông làm mà không biết ông trời sắp đặt sao, anh không thích. Ông tin phúc đó nó nguội lạnh sao biết nữa. Rồi tới sau này là bây giờ đấy, tụi nó đã càng lớn nữa rồi, mười mấy năm sau rồi mời chấm thi thì mình nghĩ cũng nên tham gia để chi, để mình cái trình độ của mình, những cái mình trải qua để mình truyền lại cho các em á. Nhưng tới đây mấy đứa nhỏ nó mời chú Văn tham gia cho ống huyền thoại đi, thì á nghe cái tựa đề, cái hay của tôi là dấu ấn huyền thoại, thì tự nhiên anh nhớ lại một thời kỳ mấy thằng bạn nó vô quán Phương nó ôm anh à, bây giờ giới trẻ sao em biết, nhưng đối với em anh là huyền thoại. Tự giật mình nó, cái cậu Colomé nó hay quá, tại sao cái chữ này là mấy thằng bạn mà nó gặp mình nó nói chữ huyền thoại, mà sao cái cậu này dấu ấn huyền thoại luôn. Thế là thôi, tới năm tuổi này anh phải tham gia một lần. Và thưa anh, thì bây giờ thì em mời anh cùng anh hướng về màn hình để xem một cái đoạn video clip ngắn sau đây. Chị rất là thích cái ca sĩ Đình Văn, vì từ hồi nhỏ giờ là cô cho là thích nghe và chú ấy hát hay. Thôi cô còn đi học rồi, lúc là còn mười mấy 20 tuổi là cô đã coi chú rồi. Nói chung bài nào của chú cô cũng nghe hết á, cô coi hết á. Hồi đó là thời Đình Văn, Ngọc Điệp rồi đó con. Cùng thời với Nhất Sinh rồi Bảo Yến, Nhã Phương rồi đó. Thời đó là cô hay đi xem ở 126. Cô thích nhất là những cái bài chú hát nghiêng về dân ca. Cái series của ca sĩ Đình Văn ấy, thì hát về nhạc dân ca thì nhiều. Nhưng mà ấn tượng nhất là cái thời hát về Mưa Bụi á. Tôi yêu thích nhất là Mưa Bụi. Mưa bụi nhạt nhòa thôi tình ta. Mưa bụi nhạt nhòa thôi tình ta. Chị nghe cái trong Mưa Bụi á, Mưa Bụi 1, Mưa Bụi 2, Mưa Bụi 3. Lúc đó chị thích chú hát chưa cô Tài Linh. Sau Mưa Bụi nè, tình là tình tình trôn nhiều. Nhưng mà hát với Tài Linh là thích. Chị thích nhất những nhạc Mưa Bụi anh hát với Tài Linh là Tình Đẹp Người Tình Trôn, Cây Cầu Dừa. Chị rất là thích. Chị cũng mở lưu mở tới chị hay nghe không ai. Sao bài nào cũng thích hết á, sao bài nào cũng thích luôn á, thật luôn á, ngay cả hai vợ chồng cô luôn á, chứ không phải là chú Đình Văn hát bài nào cũng hay á, chú rất là dễ thương, mộc mạc gần gũi với lại khán giả. Cái dòng hát anh hát trầm ấm, thể nghe nó hay hay, giọng hát nó vừa có độ mượt, độ trầm ấm, nó da diết lắm, hát nghe nó tình cảm. Rất là ấm mà rõ ràng ấy. Ngay cả bây giờ bạn cô mà mỗi lần ở nước ngoài về đó, về đây chơi là cũng đi tới phòng trà của chú Đình Văn á. Tại vì thích từ hồi xưa tới bây giờ. Hồi đó mình đang rảnh á, rồi cứ có cái live show của anh chỗ nào, có chương trình gì là cứ hay đi. Sau này mười mấy năm rồi thì cái công việc nhiều nên gì cũng với anh đi hát nữa, mình cũng không nghe anh hát lại. Thấy cũng lâu quá không thấy hát thì vẫn thấy nhớ nhớ. Mỗi lần mà trên TV hoặc là có những cái chương trình nào mà đột xuất có Đình Văn ca thì tôi cũng rất thích khi mà gặp lại ca sĩ mà mình thần tượng. Thì nếu mà gặp mà lại trong cái live show của chú thì chị vẫn thích chú hát cái bài Thành Phố Của Tôi. Chị cô cũng mong cho làm chúc cho anh Đình Văn luôn có sức khỏe thật tốt để mang lời ca, tiếng hát, tiếng đàn đến cho khán giả khắp nơi. Tôi cũng chúc cho Đình Văn có một chất giọng ấm áp như hồi còn trẻ. Chúc cho chú nhiều sức khỏe để chú đem lại cái tiếng hát nhiều hơn cho mình. Là chú Đình Văn trở lại hoạt động nghệ thuật nhiều hơn, sáng tác nhiều hơn, để hát phục vụ khán giả nhiều hơn, để khán giả thưởng thức được những bài hát do chú sáng tác. Cho nhắn nhở gửi với anh có live show nào gần nhất thì mời chị em chờ bầu cát đi xem. Và sau cái dấu ấn huyền thoại gì,
Có lẽ là chắc anh Đình Văn cũng sẽ quyết định làm một live show giống như chị nãy gợi ý để đáp lại tình cảm của khán giả. Anh thấy sao anh? Xúc động anh ha. Live show thì anh không dám hứa. Không dám hứa, anh nghĩ là giờ cái live show nhỏ nhỏ đây là ok rồi này, đúng không? Đấy, nhỏ nhỏ này của mẹ là ok rồi. Và hy vọng rằng đây là một cái chương trình mà anh sẽ để lại cái tình cảm dành cho những người ngồi đây, những người ái mộ cũng như những người khán giả mà muốn gặp Đình Văn mà chưa gặp được, thì hãy nhìn vào cái tivi. Và tôi muốn cảm ơn tất cả anh em từ cái thế hệ các bạn chưa biết yêu 11, lúc 10, 12 tới khi các bạn bước vào đời. Các bạn nói là Đình Văn là kỷ niệm tuổi thơ, là kỷ niệm đầu đời của em. Tôi xin tặng cái tiếng hát và ngày khập mặt hôm nay cho những người đã yêu mến Đình Văn ở thế hệ đó. Xin cảm ơn. Mấy cái bài nếu mà nói về những cái ca khúc từ đàn thùng, đặc biệt cái bài, một cái bài mà cô Lê Ben thích đó. Cái người thầy đầu tiên của anh đó là nhạc sĩ Phan Nhân. Hôm nay chú đã ra đi rồi, nhưng anh muốn cảm ơn một cái người thầy yêu thương anh. Chú là người nổi tiếng cái bài Hà Nội Niềm Tin Và Hy Vọng. Thì chú nói là khi chú vào, chú tập kết vào thì chú ước mơ chú viết một bài cho thành phố Hồ Chí Minh và tìm một giọng nam, giọng Sài Gòn để hát bài hát này. Khi mà anh cởi áo đánh ốm, anh xấu xí lắm, anh ôm cái đàn thùng anh xấu, truyền hình đâu có cho lên. Thì chú Phan Nhân lúc đó nói để cho cậu đã hát. Bắt đầu hát được rồi, các bạn biết sao? Trời ơi, người ta ái mộ. Và nó phát ở phường, nó loa, nó hát hàng đêm, hàng ngày. Sáng sớm là mấy bạn nói chứ anh ơi, cuộc đời em, anh còn gần gũi hơn vợ em nữa. Hỏi sao vậy? Vợ em chứ em đi suốt, em ít gặp nó vợ em chứ sáng 6 giờ là em mới ngủ dậy là gặp anh rồi đấy. Ừ, nó phát loa, nó phát lên độ mà cái tiếng hát anh em thương luôn, em nhớ luôn. Vợ em chưa chắc nhớ nhiều chứ cái giọng em là anh nhớ dữ lắm. Đấy, là cái bài đó là anh bảo đảm với em. Rồi chưa, rồi vô đáp anh nữa. Đáp anh là hát bài Ta Đốt Lửa Cho Đồi Hoa Ngắm Mãi. Rồi anh vô, anh đi coi bóng đá mà anh vô cái là đầu tiên mở đầu là mở bài đó. Hay là bài Thành Phố Mười Mùa Hoa, Cây Mười Mùa Thay Lá, Hoa Mười Mùa Đầu Quả, Ngọt Ngào Tiếng Chim Ca. Anh với Ngọc Điệp, thời đó thời TV trắng đen nha, mà cứ đúng 6, cái đúng 7 giờ chương trình bắt đầu chuẩn bị á, là anh với Ngọc Điệp xuất hiện ở cái đàn thùng. Là đêm nào cái truyền hình mở lên là không có phải là mở những chương trình quảng cáo như bây giờ, mà toàn chỉ có anh hát thôi. Cái đàn thùng anh mà anh hát ra rã luôn. Và anh nói thật cái tụi em, làm gì hồi đó hát làm gì có tiền đâu, không có tiền. Tụi anh chỉ có hát bằng con tim thôi. Thành phố Hồ Chí Minh, tôi yêu thiết tha trong tim mình. Rạng rỡ đường đấu tranh tung bay cửa tháng tám, dập tắt lửa chiến tranh, mùa xuân sang trên bến nhà rộng. Thành phố Hồ Chí Minh tôi luôn khắc ghi trong tim mình. Một tiếng còi tiếng đưa bôn ba điện kiều nước, làm sơ rạng núi sông, người ra đi trên bên nhà rộng. Thành phố ngàn mến thiên, tôi yêu thiết tha bao con đường. Đường phố dài chiến công cho tôi niềm vui sống. Đường phố rộng ước mơ về tương lai non nước đời. Thành phố Hồ Chí Minh tôi yêu thiết tha bao công trình. Từ cánh đồng lúa xanh cho tôi đời nó ấm. Từ phố thiện nên thân
đời vui lớn theo tiếng còi tâm. Thành phố Hồ Chí Minh cho tôi niềm kiêu hãnh. Thành phố Hồ Chí Minh, người cho tôi tiếng hát và niềm tin. Mỗi lần mà anh hát bài hát này thì lòng Đình Văn rung động. Khi mà bắt đầu mà giải phóng vào mà đặt cái tên Thành phố Hồ Chí Minh thì cả người Sài Gòn người ta lạ lắm, người ta chỉ biết Sài Gòn thôi à. Nhưng chính bài hát này làm cho người ta mới cảm thấy rằng ta yêu một thành phố mới sau giải phóng, đó là Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh tôi luôn khắc ghi trong tim mình. Một tiếng còi tiếng đưa bốn ba tiếng kêu nhạc làm rơi rạc núi sông. Người ra đi trên bến Dạ Long. Thành phố ngàn mến thương tôi yêu thiết tha bao con đường. Đường phố dài chiến công cho tôi niềm vui sống. Đường phố rộng ước mơ về tương lai non nước đời chờ. Thành phố Hồ Chí Minh tôi yêu thiết tha bao công trình. Từ cánh đồng lúa xanh cho tôi đời nó ấm. Từ phố phiền mến thân đời vui lên theo tiếng còi tâm. Thành phố Hồ Chí Minh cho tôi niềm kiêu hãnh. Thành phố Hồ Chí Minh, người cho tôi tiếng hát và niềm tin. Bài này lâu lắm rồi anh đã hát bài, cũng hai mấy năm rồi. Dạ, em xin phép được bắt tay ôm anh cái. Cái lần đầu lúc mà hai anh em gặp gỡ nhau á, thì thật sự lúc đó thì mình mà con em mới có ngỏ lời thôi. Và thật sự thì lúc đó cũng nghe anh hát, nhưng mà cái cảm xúc lúc đó nó khác với ngày hôm nay lắm luôn. Cái hình ảnh mà anh Đình Văn với cái đàn guitar thùng, có lúc anh ngồi, có lúc anh đứng hát thì đã đốn tim không biết là bao nhiêu con người giống như Coleman năm đó. Bài này mình còn nhớ đâu đó giữa thập niên 1980 tới 1990 phải không anh? Dạ. Bài này 85. Dạ, đó năm 1985, lúc đó là mình đúng là 15, 16 tuổi thôi. Dạ, xúc động quá anh. Xin được phỏng vấn một vài khán giả ở đây, bởi vì mình hôm nay cũng biết là có rất nhiều khán giả hôm nay là đi để xem anh Đình Văn. Dạ, dạ xin phép phỏng vấn chị. Dạ, thưa chị, chị tên gì ạ? Dạ, em tên Thu Vân. Anh Đình Văn là có phải là một danh ca mà chị đã thần tượng một thời không? Dạ đúng ạ, thời anh Đình Văn trình bày những ca khúc nãy giờ là thời thanh xuân của tụi em. Yeah. Cái ca khúc nào mà chị nghĩ đến anh Đình Văn là cái chị muốn nghe cái ca khúc đó nhất? Dạ, bài Thành phố của tôi là bài đi dấu ấn nhất của em. Khi ca lên tự nhiên là thấy sống lại không gian thời đó. Yeah. Năm mà em được nghe bài đó và hiểu rõ nội dung bài đó là năm em học lớp 10. Yeah. Thấy cái tuổi trẻ lúc đó rất là hào khí. Dạ, thấy chị nói mà giọng chị run run, thấy chị hơi dạ cũng có chút xúc động. Dạ, xin phép hỏi với anh. Dạ thưa chị, dạ chị Thúy. Dạ thưa quý vị các bạn, đây chị Thúy hiệu đàn Đức Ngân, ngày hôm nay cũng lặng lẽ đi vô trong phim trường mà không có báo cho mình trước. Dạ. Dạ, Thúy bắt đầu thích giọng hát của ca sĩ Đình Văn từ năm 1985.
Lúc đó mình mới 15 tuổi à. Nhưng mà ngày nào cũng nghe anh hát và đi ngủ cũng nghe. Và ước ao tới một lúc nào đó để được gặp thần tượng của mình. Thì mãi tới 24 năm sau, từ lúc mình biết ca sĩ Đình Văn thì anh mới đến tiệm đàn, anh mua dây đàn. Trời ơi, một cái sự coi như là vỡ òa, mình không kiềm chế được cảm xúc. Nhưng mà chắc có lẽ là lâu lắm rồi chị mới nghe anh Đình Văn hát lại giống như ngày hôm nay đúng không chị? Dạ đúng rồi, hôm nay anh Đình Văn hát mình không có cầm được nước mắt. Hai bài hát đầu tiên đã làm cho mình rất là cảm xúc. Mình cái giọng hát của ảnh hôm nay rất là nội lực và không có gì mà mang cái dấu vết là thời gian. Dạ cảm ơn chị Thúy. Dạ thưa anh, thì anh thích những cái bài hát nào của anh Đình Văn nhất? Khi mà nghe Đình Văn hát á, dạ, ở quán cà phê nào cũng có nghe cả. Dạ. Vì mở liên tục. Dạ. Đó là những cái bài như Mưa Bụi 1, 2. Rồi những cái bài như hát với cùng với Tài Linh, ai cũng coi như là nghe Đình Văn hát cả. Dạ hôm nay thì anh thấy anh Đình Văn, anh nghe những cái bài hát của anh Đình Văn thì anh có cái cảm xúc như thế nào? Thì cảm xúc của tôi thì coi như vẫn như thời là ngày trước thôi. Vẫn thích nghe những cái ca sĩ mà họ lúc nào cũng nhiệt tình, chúng tôi đều quý cả. Và bây giờ thì mời quý vị các bạn chúng ta quay trở lại với cái bài hát rất là dễ thương và rất là sâu lắng và lãng mạn của anh Đình Văn. Dạ, xin mời quý vị các bạn cùng thưởng thức. Nhạt nhòa thôi hết tình tôi. Nay nơi xa rồi tôi biết tìm đâu. Đường em sẽ cưới cô sâu, đường anh tan tát mưa ngâu. Khi mưa bụi mang tìm về đâu? Mưa bụi giăng mờ gạt nhõng ngày xưa. Có còn mong nhớ tình tôi? Giờ em vui nghĩa tơ xuyên, để anh lê gót chung chuyên. Nghe tiếng nuối xuân trả vào tim. Đời thấy đêm đôi trắng, nên người theo gió mây. Bỏ mình em đêm vắng, ăn chim trời của hay. Tên từ đây xa cách, nghe mong nỡ trong tim. Một mình trên phố vắng, ai còn ai ngóng chờ. Bây giờ ân tình nay đã đổi ngôi, câu chuyện ước thề ai nỡ đành quên. Nhòa thôi hết tình tôi, nay nơi xa rồi tôi biết tìm đâu. Đường em sẽ cưới cô sâu, đường anh tan tác mưa. Thiên mưa bụi mang tình về đâu? Mưa bụi giăng mờ gạt nhõng ngày xưa.
có còn mong nhớ tình tôi. Giờ em vui nghĩa tơ xin để anh lễ gót chứng chiêu. Nghe tin nuôi dân trả vào tim. Đời thấy đêm đôi trắng nên người theo gió mây. Bỏ mình em đêm vắng ăn chim trời cỏ hay. Tình tề đầy xa cách nghe mộng gỡ trong tim. Một mình trên phố vắng ai còn ai ngóng chờ. Thôi giờ ân tình nay đã đổi ngôi. Câu chuyện ước thề ai nỡ đánh quên. Chắc là khán giả cũng muốn nghe anh tâm sự một chút xíu về cái một cái cột mốc mà nó thật sự là rất là lẫy lừng của anh đó, tức là cái cột mốc mà thập niên 1990 với các cái chuỗi Mưa Bụi. Những anh em từ Bắc Chí Nam đều nói là tuổi thơ của em là gắn liền với anh Đình Văn qua những bài hát Mưa Bụi, Chôm Chôm, Tội Tình, rồi những bài với Tài Linh là đa 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 dốc trải đường trên, mấy bài cũng hay lắm, Bốn Mùa Thương Nhớ rồi đó. Cho nên hôm nay phải nói là ngồi trước chỗ ống huyền thoại, biết bao nhiêu là kỷ niệm trở về. Người tôi phải nói là tôi nhớ mãi là một cái thằng em mà nó rất là tài giỏi, Hữu Minh, hoặc là Minh Vi, nhạc sĩ Minh Vi, từ năm nhỏ xíu đã đẻ sinh ra cái vấn đề Mưa Bụi. Và chính nhờ cái Mưa Bụi đó mà từ cái thời kỳ đàn thùng của Đình Văn cho tới khi mà chuyển qua Mưa Bụi, anh em mà càng thương mến, rồi các thế hệ sau này càng thương mến. Và đặc biệt các bạn biết rồi đó, cái thời Mưa Bụi mà thời đó làm gì mà có Facebook, rồi có YouTube mà chơi, rồi đĩa còn chưa có luôn, chỉ có với băng cassette thôi. Thì lúc đó người ta nghe được cái nhạc mà một cái truyền hình mà hay cái màu sắc mà lên trên TV đầu tiên video đó, trời ơi người ta mừng dữ lắm. Khi mà Đình Văn đi hát, các bạn biết là Hà Nội đó, giống như ghiền Mưa Bụi vậy đó. Năm tháng, các bạn có tưởng tượng 5 tháng ngày nào cũng hát mà không còn vé, kinh khủng vậy. Mà năm này qua năm nọ, và chính nhờ cái Mưa Bụi, dấu son đặc biệt của Đình Văn hát Việt Nam. Ê hát cassette ơi, chống xuồng ra bữa rồi, chờ tao chút xíu nha. Tao xin phép mã nó mình đi nha. Em ơi. Gì vậy ông xã? Cho anh đi văn câu nha. Đi văn câu hả? Đi văn câu mà sao hôm nay ăn mặc chỉnh tề dữ vậy ha? Thôi, nghe em hỏi nè. Em hỏi anh đêm nay đi đâu? Sao? Anh nói rằng anh đi văn câu. Anh có cây sào, anh chống ào ào, chống ào ào, chống ào ào. Em hỏi anh sao đi văn câu? Trời ơi, sao hỏi hoài vậy? Anh tha mồi, anh đem câu văn. Cái đó thì biết rồi. Cây thú tiêu dao nơi cánh đồng sâu. Anh có cây sào, nghe sóng rì rào, gió dạt dào đó bà xã ơi. Em hỏi anh sao đi văn
mồi anh đem câu văn em ơi. Anh đem câu văn con cá nào ăn? Con cá nó ham mồi con cá rồi đời. Cá rồi đời đâu bà xã ơi. Phải rồi, cá rồi đời đó. Em ơi anh văn câu vui không? Trời ơi hết ý luôn á. Anh nói rằng anh vui sao không? Phải mà. Trời ơi bà déo đau hơn em ơi. Em nhỏ con mà sao déo đau quá trời luôn nha em. Ai biểu làm ta nghi ngờ chi? Trời ơi cho người ta đi đâu có cá cho mà em mới không cho đi hết trơn vậy. Nhưng mà em nghi ngờ quá à. Nè bà xã nè. Trời thành gió mạnh cá cắn câu quấy đuôi gọi nhau đấy em ơi. Đẹp thừa không đủ, che nắng mưa anh có dám mơ cô nào đâu. Xuồng bè tí teo, sông gió lên phải quay về mà. Chưa liên mà. Em hỏi anh văn câu ra sao? Còn người ta hỏi hoài thôi. Anh nói rằng văn câu vui ghê. Anh đi văn câu con cá nào ăn? Con cá nó ham mồi con cá. Đời bà xã ơi. Cá rồi đời hả? Em ơi anh văn câu vui không? Trời ơi chắc trời sáng quá à. Anh nói rằng văn câu vui ghê. Phải mà. Anh vui sao không như cá về sông. Như sáo sổ lòng. Như sáo sổ lòng à. Như sáo sổ lòng. Bà xã ơi nghe sao? Nói nè. Em cho anh đi đi. Anh nhớ hồi xưa em thích nhất là cái áo sơ rê màu đỏ đó. Có cá nhiều anh mua cho em cá em chịu không? Sa rê màu đỏ hả? Ừ. Em chịu. Em cho anh đi đó. Nhưng mà nhớ nè, phải mở sóng điện thoại 24/24 nha. Mất sóng là chết nha em đó. Ê, hai cái chép bên mày nhớ mở sóng nha. Như sáo sổ lòng. Con cá ra. Cũng giới thiệu với anh chị em, Lê Như là một cô bé là bên kịch rất là giỏi cho nên là diễn là anh rất là vừa ý. Dạ cảm ơn anh. À, cảm ơn Lê Như. Dạ. Em cũng rất là vinh hạnh vì ngày hôm nay được tái hiện lại một cái ca khúc mà gọi là quyền thoại đi vào lòng người của ca nhạc sĩ Đình Văn, và cũng như là rất là vui vì được nay làm cho chương trình của Dấu Ấn Quyền Thoại. Và kính thưa quý vị các bạn, chắc cũng lâu lắm rồi. Quý vị các bạn cũng như mà Colorman là chúng ta không có được nghe lại cái ca khúc văn câu. Và chắc là ngày hôm nay thì tái hiện lại cái tiết mục này, chắc là anh Đình Văn chắc cũng có. Anh rất là tự hào là bé Như đó diễn không thua gì Linh đâu. Yeah. Anh đã từng diễn chị Linh rồi mà bé Như anh rất là vừa ý. Diễn bài này làm cho thầy cảm thấy rằng thầy có thể quên tài Linh được trong giây phút này để em diễn hay quá. Dạ xin cảm ơn thầy. Cô Tài Linh là một cái quyền thoại cũng như là một cái người mà em rất là hâm mộ, cho nên là em xem từ nhỏ và chắc có lẽ là cũng có một chút cái sự học hỏi và ảnh hưởng từ cô. Dạ. Lần đầu tiên mà em được xem anh Đình Văn đó, ấn tượng mà em nhớ về anh Đình Văn lúc đó là em bao nhiêu tuổi em nhớ không? Em nhớ lúc đó là em học khoảng lớp 2, lớp 3 gì đó. Thì ở nhà là mấy chị với mấy cô cứ mở ra rã cái bà cái cuộn cassette mà nhạc Mưa Bụi á, em nghe rất là nhiều luôn. Và em thuộc rất là nhiều những cái bài trong cái thời điểm đó. Mưa Bụi, rồi Nhành Cây Trứng Cá, rồi Văn Câu là cái bài mà em thích nhất. Đó là may mắn. Lớp 2, lớp 3 nghe hát rồi, bây giờ hát với Đình Văn là thời lớp 2, lớp 3 tới giờ. Dạ, thiếu niên như đồng. Dạ. Rồi, dạ. Một lần nữa xin được cảm ơn Lê Như đã đến với Dấu Ấn Huyền Thoại ngày hôm nay. Dạ, xin quý vị cho tràng pháo tay để dành cho Lê Như. Dạ, xin cảm ơn. Có thể nói là anh ngoài những cái bài tình ca do anh sáng tác cũng như do anh thể hiện á, tất cả các khán giả chúng ta cũng đều biết là anh Đình Văn là gắn liền với các cái làn điệu quê hương dân gian dân tộc. Thì em không biết là vì cái lý do là có phải là anh có cái lý do gì mà anh một là anh yêu thích, hay là nó có một cái duyên gì đó mà sau này cái anh thử một lần rồi anh thấy nó phù hợp rồi anh đi theo tới giờ luôn. Dạ thưa các bạn,
Đình Văn đi theo hát cái nhóm dân tộc á, thì những cái làn điệu hồi đó đi theo cái nhóm đó, nó đi vào trong lòng mình Bắc Trung Nam. Đặc biệt cái nhạc gì, nhạc chứ nhạc quê hương nó không bao giờ phai mờ. Khi mình nghe quê hương cái là đồng mình tự nhiên cái nhớ quê. Những cái bài bolero là khi nào có cái chuyện nào của anh mà nó buồn bã thì anh mới viết. Còn đa số là anh viết cái gì mà nó dính tới nhạc quê hương. Đình Văn thương nhất là thiên nhiên. Tại vì tình yêu có phản bội mình được, nhưng mà thiên nhiên là không bao giờ phản bội mình. Tình yêu nha, có cô mà làm mình khổ dữ lắm ha, đúng không? Nhưng có một cái không phản bội mình, đó là những ngọn núi xa xa, hàng dừa xanh bát ngát, nghe cát nó thì thầm với sóng biển, nó an ủi ta. Cho nên tại sao anh yêu thiên nhiên, anh yêu những dòng sông con đò và anh viết những bài hát đó. Sông trôi rất dịu dàng như dải tơ vàng xuôi về phương đông. Sông trôi rất dịu dàng. Gành hào ơi, nửa đêm ai hát lên câu hoài lạc, dòng trăng nghiêng xuống trên già rừng ta. Dây tơ đàn kiều buông thiết tha, xê u xê u liêu phà, đưa cùng đàn về trên bến xa. Xê u xê u liêu phà, liêu phà xê u xê u. Nghèo dù sao bước, xin đó đừng phụ nghĩa ta. Đêm luôn trong tim nhà, ngày mỏi mòn như đá dòng phu, dòng phu dòng luôn trong tim nhà. Sông buồn tiếng một dòng trôi. Bạc Liêu ơi, có nhớ chăng người? Thuở ấy thanh xuân trắng gành hào tròn như chiếc gương. Giờ tóc pha xuyên qua gành hào biết một dòng trăng. Giờ tóc pha xưa
tiếc một giận Tôi nói thật với các bạn, tôi là kinh tế, tôi không biết làm ăn gì đâu, anh dở lắm. Chỉ có biết nếu anh em kêu làm bài thơ là nhạc chơi liền ạ. Dạ. Ừ đấy. Phải nói là anh, nếu mà nói bài dở thì anh nhiều lắm. Viết bài thì nó nhiều bài, có nhiều bài chưa phát hành. Và đặc biệt là anh em nghe anh em rất là yêu mến. Đấy, anh có một cái đặc biệt ở chỗ là khi kể chuyện là anh nhập vai và mình viết thẳng cái dấu của điện thoại đó luôn. Người phụ nữ là người khổ chứ. Mẹ anh nào đó khổ dữ lắm. Cho nên anh yêu thương phụ nữ dữ dằn. Vì phụ nữ mà mình viết nhạc cũng nhờ hình ảnh phụ nữ mà anh viết ra những bài hát. Hồi đó có một cái cô anh nhớ ở dưới Kiên Giang, cô hát cổ nhạc hay lắm. Thì anh mới nói anh ở Nha Trang mà, cái cô nói anh ơi, em nghe nói là em biết là linh tính phụ nữ là anh không có thương em. Em tặng anh mấy câu thơ. Chắc gì anh đã yêu em mà em cứ đợi tàn ngày trắng đêm. Chắc gì mà dạ cứ thương, cứ mong cứ nhớ, cứ trông cứ chờ. Anh xúc động quá, thế là anh ngồi trước cái đàn anh viết luôn. Chắc gì anh đã yêu em mà em cứ đợi tàn ngày trắng đêm. Có nghĩa là đặc biệt là phụ nữ mà cái cô nào mà dễ thương là thấy anh viết chàng bài. Ừ, viết chàng bài. Cái bài này tên là bài Cúc Họa Mi. Cái bài này các anh em mình nhớ những người nào đặc biệt miền Bắc á, cứ đầu đông thì có các cô gái Hà Nội ở ngoại thành đi xe đạp chở những cái bó hoa Cúc Họa Mi ra chợ Đồng Xuân, ra các chợ và bán, rất là đáng yêu. Và Đình Văn sực nhớ đến một câu chuyện ngày xưa ở Hồ Tây, lúc thời mà hát Mưa Bụi đấy, thì có một cô gái xinh đẹp lắm, yêu mến Đình Văn, nhà ở Hồ Tây. Thì cô nói anh ơi, anh tặng cho em Cúc Họa Mi được không? Thì mỗi lần anh ra diễn thì anh tìm ra chợ đó Đồng Xuân, mấy cô gái bán xe đạp, đi xe đạp đấy, mua tặng cho cô. Thì tự nhiên mới gần đây thôi, tự nhiên nhớ lại câu chuyện này. Đấy, nhớ lại câu chuyện này, thế là viết cái bài này. Hôm nay một món quà tặng cho dấu ấn huyền thoại và tất cả anh chị em yêu loài hoa Cúc Họa Mi. Nghe một bài của Đình Văn, nhớ là một mối tình ngày xưa mang tên Cúc Họa Mi. Một chiều đông tìm Cúc Họa Mi mùa tặng nàng, loài hoa cúc trắng nàng yêu nhất. Em nói là tình thầm lặng anh ơi, tôi đến nhà nàng cạnh hồ Tây. Nhân Cúc Họa Mi em nhoẻn cười, ôi trao răng khiến em xuyên qua. Trời đóng sao ấm cả lòng tôi. Hồ Tây chiều đông nhớ hoa nói hồ tình tôi. Em bên tôi tóc dài như mùi hiên tóc em, tôi thì thầm cho anh gửi em chút nắng. Nắng Sài Gòn sưởi ấm Cúc Họa Mi. Ba năm trở lại tôi tìm em, ngõ vắng buông tên em lấy chồng. Nhớ sao Cúc Họa Mi.
là mùi hiên tóc em. Tôi thì thầm cho anh gửi em chút nắng. Năm trở lại tôi tìm em, ngõ vắng buông tên em lấy chồng. Hoa ơi tôi đứng mình lặng lẽ, Hà Nội nhớ sao cúc hoa mê. Hoa ơi tôi đứng mình lặng lẽ, tôi nhớ sao. Cục hoa mi ơi, sao mà em thấy anh hát cái bài này mà cái kỷ niệm ở Hà Nội, nhưng mà em thấy nó sâu lắng quá vậy anh? Cái anh rất thích bài này các em. Mỗi lần anh em Hà Nội vào gặp anh ở phòng trà đấy, yeah. Anh em nghe xong cái câu đầu tiên là anh ơi anh cho em xin cái bài này đi anh Văn, yeah. Hình như là ai cũng có cái nỗi niềm cho cái khúc Hòa Mi. Và cái bài này á, cái đặc biệt cái chỗ là anh nhớ mãi mỗi lần mùa đông về anh đi hát Hà Nội thì mấy cô gái chở xe đạp mấy cái hoa đó, bà mẹ thương lắm, đi bán mà nó rất là đẹp. Mà anh xin lỗi, anh không biết cúc Hòa Mi là cái loại gì, không biết thật sự vậy. Thì khi cô gái nói thì anh bắt đầu anh tìm hiểu, thì anh thấy ra, nhớ ra. Dạ nhưng mà em có được nhắc tuồng ở trong kia là ban biên tập nói là thật ra thì cái bài, cái sáng tác cúc Hòa Mi này á là anh Đình Văn sáng tác cho bà xã hiện tại của ảnh. Và có phải là cái đó là cái cô mà có cái răng khểnh là cái cô đó không anh? Không phải. Không phải đâu. Dạ kính thưa quý vị các bạn, thì hôm nay chắc có lẽ xin phép mời chị Ngọc Hiền là bà xã của anh Đình Văn cũng đang có mặt trong phim trường này. Dạ, mời chị Ngọc Hiền lên giao lưu chút xíu ha. Dạ, ngày nào chị cũng nghe anh Đình Văn hát hoài. Nhiều người thì muốn nghe không được. Dạ, còn chị nghe hoài. Hôm nay anh giới thiệu với các bạn, anh là một người rất kín đáo. Hôm nay sẵn chương trình này, bà xã anh Văn quê Quảng Ngãi các em. Quê Quảng Ngãi. Anh quý thương cô là vì cô vừa đi làm cực khổ, rất là giỏi, nuôi cả nhà, gia đình, ba mẹ. Và tới giờ này vẫn nuôi mười mấy năm nay rồi. Người ta gọi người con gái miền Trung Quảng Ngãi là bà vừa hiền hậu, vừa có cái tâm. Cho nên vì lúc đó là làm cho trái tim anh Văn rung động. Và anh nghĩ rằng đây là một món quà cuối cùng mà Thượng Đế ban cho Đình Văn. Dạ thưa anh, thì chắc có lẽ trong cái không khí này thì chắc xin phép anh có một món quà tặng riêng cho chị, một cái bài gì mà chị chưa bao giờ nghe mà chị ghi. Tại vì chị có thể nhiều bài chị nghe riêng chị cũng ngán á. Dạ nhiều, mà nhiều người muốn nghe không được. Vậy hôm nay anh hát một tặng một vài câu, hoặc anh ngẫu hứng anh sáng tác một hai câu tại chỗ luôn. À, con la men là ghê quá ha, đời là sức kiếm là một sức. Vậy vậy thì anh xin phép các em. Bài này anh đang phát thảo thôi. Dạ, không sao anh. Dạ. Một cái đêm mưa anh về quê thì anh gặp bà xã chăm sóc cho ông bà già. Hồi xưa đó cực khổ lắm em, mà gánh đi rau đó, rau hàng bán thương quá, cho nên anh muốn viết cho bà xã anh một bài. Mà bài này chưa xong nha, bây giờ anh hát phát thảo thôi. Để anh tặng em nha. Dạ. Anh tặng em để anh nhớ là cái thời hồi xưa em cực khổ nuôi gia đình rồi em phải gánh trái cây đi bán á. Dạ. Dưới mưa dưới gió anh xin phép khán giả và tất cả anh em nghe đài, anh chị em nghe thử đoạn của. Ngoài trời tăm tá mưa rơi, thân canh cò lặng lội em thôi. Bao ngày qua sương gió đậm đà, một mình trên tuyến đường xa. Một đời
nuôi mẹ nuôi cha. À, quên mất rồi, xin lỗi bà con nhau, xin quên rồi. Mất. Thường anh nhớ ra lắm mà bây giờ xúc động nói thì con lo men này ghê quá, bắt anh giúp hát một bài cho bà xã, cho nên là bài này đang phát thảo, anh viết tên là Cánh Cò Em Tôi, là một mình là lặn lội đó. Khi nào viết xong là có dịp Đình Văn sẽ phát hành cái bài hát Cánh Cò Em Tôi để tặng cho những người con gái miền Trung, những người chị, những người em đi gánh đi buôn bán lo cho em út gia đình. Anh xin lỗi là vì bất ngờ quá cho nên là nó quên cái lời bài này, anh rất là thích bài này. Dạ. Anh xin đặc biệt tặng đến cho bà xã Tinh Hiền. Dạ. Em Tinh Hiền mà khi ở nhà biết có Hiền không, không biết nhưng mà Tinh Hiền. Chưa. Dạ. Mới nãy giờ mới nói chuyện với anh Văn là chưa có hỏi gì Hiền. Dạ, kính thưa quý vị các bạn, thì theo như thông tin mà Coleman nhận được, không có biết có chính xác hay không, chị Ngọc Hiền là về chung nhà với lại anh Đình Văn khi mà anh Đình Văn đã quyết định ở ẩn. Như tất cả chúng ta cũng biết là có một cái giai đoạn là chúng ta không thấy anh Đình Văn xuất hiện nữa, mặc dù thời điểm đó anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp, rất nhiều người yêu mến, mà bỗng nhiên cái anh lui về, anh vắng bóng một thời gian. Thì không biết là chị Ngọc Hiền lúc mà đến với anh thì cái cảm giác của chị á, cảm giác của chị như thế nào? Và chị đến với anh vì cái điều gì? Vì cái sự nổi tiếng của anh hay là vì là thần tượng hay là như thế nào? Dạ, em xin chào mọi người. Dạ lỡ ra. Dạ. Dạ không, lúc đó em còn nhỏ, em đã coi ảnh rồi. Nhưng mà lúc đó em gặp ảnh đầu tiên là em làm chung với ảnh. Dạ, nhưng mà em không có nghĩ ảnh hát nổi tiếng hay là gì hết. Tại em thương ảnh là tại vì ảnh hiền. À, thương cái tính hiền. Chứ lúc em cũng không có quan tâm ảnh là ca sĩ hay là ảnh có nhà cửa hay là cái gì đó, em không quan tâm. Tại em đến với ảnh là em biết ảnh thôi. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Có nhiều chương trình mời anh nói về đời tư thì anh không có tham gia. Tôi sẵn hôm nay anh cũng nói thêm vài cái nhỏ với khán thính giả. Và thưa quý vị và các bạn, ông trời còn thương Đình Văn một cái chỗ là cho Đình Văn được cái tiếng hát và cái con tim âm nhạc. Có một thời gian là tôi mất tất cả các bạn, nhà cửa cũng không còn, cũng vì giúp đỡ bạn bè không còn gì cả. Chứ không phải làm ăn thua lỗ, không có đâu, Đình Văn không biết làm ăn. Nhưng có một cái khi cô này cô đến thì vẫn còn đang ở nhà bướm. Rồi hai vợ chồng đi bằng chiếc Attila màu đỏ, và chiếc Attila đó nó cũng của người bạn tặng thôi. Và tôi vẫn đèo vợ tôi đi mà về quê, về dầu tiếng đấy. Mà cô này thấy cái chỗ là cổ chả mắc cỡ, cổ không mắc cỡ gì hết, cổ thấy bình thường. Trở về quê rồi không biết là anh này anh nổi tiếng một thời mà sao đi chiếc Attila. Thế là bao nhiêu cái tình cảm của tôi dành cho cô, là tôi cảm thấy rằng cái lúc mình vinh quang của mình thì không có cô, không có cô. Đó khi mình đã rời khỏi cái chương trình Mưa Bụi rồi và không còn gì, thì chỉ còn với cái đàn thùng, với con người mình thôi. Thì cô đã đến, cô đã đến và cùng xây dựng tương lai với Đình Văn. Và vì cô không màng đến vật chất xa hoa, cho nên cũng chỉ thưa với quý vị và các bạn, từ đó con tim tôi cảm thấy rằng tất cả dành cho người vợ mình đã yêu thương, đã dành tất cả khi mình đã không còn gì mà để đã đến với mình. Mà may mắn thay cô rất giỏi, tới bây giờ xây dựng lại có nhà có cửa đó. Và tôi cảm thấy đó là một hạnh phúc mà hồi nãy như Đình Văn nói đó, một món quà mà sau những gian nan của Đình Văn, Thượng Đế đã ban tặng. Dạ, xin được cảm ơn anh Đình Văn hôm nay có những chia sẻ. Thì thật ra thì chắc là quý bà con cô bác cũng biết rồi, Coleman là làm chương trình là mình không có rất là ngại khi nói chuyện tới đời tư. Giống như những tập trước đó cũng vậy, mình không có khai thác đời tư. Tại vì mình nghĩ là đâu đó một câu chuyện của một con người, đặc biệt là những nhân vật mà chúng ta nghĩ là đã là huyền thoại một thời, thần tượng một thời, thì có nhiều giá trị lớn hơn là những cái góc khuất đời tư mà mình khai thác. Thật sự dạ thưa với anh á, thì nếu anh cho phép thì cái đoạn này lên sóng, còn không cho phép thì em xin để dành làm tư liệu. Nhưng mà vì em nghĩ rằng là anh xuất hiện trở lại, đằng sau đó là anh muốn có một cái món quà để gửi tặng cho cái người mà anh yêu thương và người đồng hành ở cái đoạn mà phần sau của cuộc đời của mình. Thành ra là em mới mời chị lên để có một cái hình ảnh sau này để giữ lại tư liệu thôi ạ, chứ không có ý gì hết.
nhưng mà không ngờ lại được nghe một câu chuyện thật sự mình cũng rất là xúc động. Em cũng nghe anh cũng bầm dập, cũng không dễ gì mà rơi nước mắt đâu, nhưng mà nghe anh nói tự nhiên thấy đúng là cái cuộc sống của người đàn ông á, tài hoa nó thường thường như vậy, mà rồi tới một lúc nào đó mình cái giá trị lớn nhất vẫn là giá trị gia đình. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, thì sự em rất là tri ân ngày hôm nay em đến đây. Đây là một cái chương trình mà có lẽ là để đời, bởi vì cũng không biết là bao lâu nữa anh sẽ quay trở lại, mặc dù tất cả chúng ta đều mong muốn điều đó. Dạ, xin cảm ơn anh Đình Văn, cảm ơn chị Ngọc Huyền. Dạ. Rồi tại sao lúc mà anh đang ở trên đỉnh cao như vậy thì anh lại quyết định anh rút lui? Có một cái điều gì mà nó thôi thúc anh buộc là tự nhiên tại thời điểm như vậy mà anh quyết định anh rút lui khỏi đỉnh Vinh Quang vậy? Cuộc đời anh Văn tới đỉnh cao nhất mười bụi đó. Nhưng các bạn ơi, vì anh là con tim cho nên anh buồn bã công việc đó, rồi anh không còn theo. Anh đã gãy, đổ gãy khi mà anh, người ta thấy mất tích luôn à. Anh mất tích đó, người ta cứ tưởng đi Mỹ mà. Ta nói anh Văn ơi, anh đi Mỹ hả? Đâu có biết là anh lúc đó lang thang ở những cái huyện xa, ở những núi xa xôi, mà đâu có đồng lương nào đâu. Anh giúp cho bạn anh. Cuối cùng có một điều quan trọng nhất mà anh vẫn nở nụ cười tới ngày hôm nay, đó là anh đã từng hết cuộc sống này, con tim này cho âm nhạc. Để tâm hồn anh mỗi lần nhắc tới âm nhạc, anh quên đi tất cả trên đời, anh quên đi đồng tiền, anh quên đi tất cả. Anh chỉ biết tôi thương chi tao bà ba, yêu nó. Và cho đến ngày anh nhắm mắt, anh cảm thấy là thế là đủ rồi. Cuộc đời đã cho anh một tình yêu, trái tim dành cho âm nhạc, cho cuộc đời. Và giờ này được các bạn yêu thương, đó là hạnh phúc lớn nhất hơn tiền bạc. Bạc Liêu phải không? Dạ. Ui, đúng là tiếng dạ của con gái Bạc Liêu rồi. Anh nè, anh xuống quê em đi, nghe đờn ca tài tử hay lắm á. Mà anh nghe nói có rừng cào đẹp lắm phải không? Rồi bà con hay nhảy cái điệu gì đó? Điệu ôm bò đó anh. Ui, nghe hấp dẫn quá, chắc anh phải xuống Bạc Liêu rồi. Dạ, để em đưa anh đi, anh chịu không? Chịu liền. Rồi mình đi liền nghe. Giống cô cao văn lầu ai cũng nhớ tầm, gành hào sông nước mênh mang, đến chùa xiêm cáng chắp tay nguyện cầu. Về nhà công tử Bạc Liêu, đốt tiền luộc trứng nhớ thời giàu sang, mê bài giả cổ hoài lang, đàn ca tài tư, đàn ca tài tử tình người Bạc Liêu. Ai xuống Bạc Liêu, ai xuống Bạc Liêu, thăm Phước Long dinh lời, thăm Phước Long dinh lời, nghe chuyện ngày xưa có cô Ba Cà, đẹp người đẹp nên thắc mắc si mê, đem tiền thắt cưới, đem tiền thắt tràm bạc ngát đón người phương xa, nghe hòa Bạc Liêu, nghe hòa Bạc Liêu tình người phương Nam. Em chè xuồng đưa anh đi giữa rừng tràm á, đẹp quá à. Nếu anh thấy quê em đẹp á thì anh ở lại đi. Mà anh ở lại với ai? Thì anh ở lại với em chứ đi anh. Rồi chắc anh chịu làm rể Bạc Liêu rồi đó. Dạ. Xuống Bạc Liêu nghe câu giọng cô, cao văn lầu ai cũng nhớ tầm, cành hào sông nước mênh mang, đến chùa xiêm cáng chắp tay nguyện cầu. Về nhà công tử Bạc Liêu, đốt tiền luộc trứng nhớ thời giàu sang, mê bài giả cổ hoài lang, đàn ca tài tử, đàn ca tài tử tình người Bạc Liêu. Ai xuống Bạc Liêu, ai xuống Bạc Liêu, thăm Phước Long dinh lời, thăm Phước Long dinh lời, nghe truyền ai
có cô Ba Trà, đẹp người đẹp nét hấp bạc xinh nên đem tiền thật cười, đem tiền thật cười giang lưng miệng tay, giang lưng miệng tay ai ai xuống Bạc Liêu, ai xuống Bạc Liêu thăm dương chim nhang cổ, thăm dương chim nhang cổ nhảy điệu ôm bó say đắm lòng người, rừng tràm bạc ngát đón người phương xa nghe hò Bạc Liêu tình người phương nam, mình cùng xuống Bạc Liêu, mình cùng xuống Bạc Liêu yêu em chân tình tiếng và thân quen anh yêu rồi đất trời Bạc Liêu, yêu em chân tình tiếng và thân quen anh yêu rồi đất trời Bạc Liêu. Kính thưa quý vị và các bạn, dù trong một cái chương trình dấu ấn huyền thoại ngày hôm nay chỉ có chưa đầy 90 phút, nhưng mà chúng ta đã nhìn thấy được một cái hành trình sự nghiệp âm nhạc của anh Đình Văn. Từ cái giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn của Thành Phố Của Tôi, rồi đến cái một cái giai đoạn mà đốn tim rất nhiều khán giả trẻ với chuỗi Mưa Bụi, và sau đó anh ở ẩn một thời gian và Đình Văn đã trở lại với âm nhạc với những cái sáng tác mới rất là sâu lắng và mang đậm hơi thở của quê hương, hơi thở của thời đại. Và quý vị các bạn thân mến, đất trời Bạc Liêu cũng đã khép lại chương trình biểu diễn ngày hôm nay của anh Đình Văn với dấu ấn huyền thoại. Trước khi nói lời chào tạm biệt với tất cả quý khán giả, em xin có một cái món quà tinh thần được gửi đến anh để xem như là một món quà lưu niệm, một cái kỷ niệm trong cuộc đời sự nghiệp của anh với âm nhạc. Dạ thưa anh, trên đây là cái kỷ niệm chương và một cái bản lưu niệm. Anh trước hết rất là xúc động và cảm ơn món quà đặc biệt. Và anh muốn cảm ơn nữa là các bạn, các anh, các chị đây, những người mà đã ái mộ Đình Văn. Có những người tuổi cũng đã hơi lớn rồi đấy, rồi cả những người nhỏ luôn, mà thân hành bỏ công việc, giờ này chắc đói bụng lắm mà ngồi đây mà đến nhìn là anh Đình Văn. Mà anh cũng xin lỗi, anh làm sao hát hay bằng mấy mươi năm về trước đúng không? Hát hồi anh tưởng hết hơi luôn đấy. Nhưng mà cái tình này rất quý. Và sẵn dịp đây tôi muốn cảm ơn những người không có mặt, những anh em luôn luôn yêu mến Đình Văn từ Bắc chí Nam. Thì đó là cái tình và hy vọng rằng thời gian sẽ không làm cho Đình Văn sao động. Con tim Đình Văn lúc nào cũng chảy một dòng máu âm nhạc, để còn có những ca khúc nữa tặng anh chị em. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị khán giả, dấu ấn huyền thoại xin được khép lại tại đây. Chương trình dấu ấn huyền thoại do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điện Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Xin được gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý khán giả và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình tới. Giới thiệu đến quý vị và các bạn một cặp đôi cải lương, nghệ sĩ ưu tú Phương Hằng và nghệ sĩ Châu Thanh. Mã Ngư, Mã Ngư, mày đã làm tan nát cả gia đình tao, mày cướp vợ tao, mày giết con tao, mày cướp đi ánh sáng cuộc đời tao. Bây giờ mày muốn cái gì? Mày muốn cái gì? Tan cho em từ nay không.
đã gây tình đôi ta.